À, xin chào anh em nha. Lại một pha vợ chồng Quỳnh lộn rồi anh em. Đây là giận giận chồng nha. Đập luôn cái máy. Đó. Mạng như này rồi, nó có A03S A3S của Apple. Ha, con này thì mình tiến hành thay màng luôn. Khách đã ok. Nói chung là máy cảm ứng bên đây này khả năng hư màng khá là cao, tự do rất nhiều và va đập. Như thế này là đập. Này là đúng là xác chặn là vợ chồng Quỳnh lộn luôn đó em. Mạng mới nha. Thì bên mình là chuyên sửa chữa thay thế tất cả các dòng điện thoại nha. Ép kính thì pin full dòng. Nên anh em có nhu cầu sửa chữa cứ ghé mình nha. Bên mình trao đổi mua bán điện thoại cũ mới luôn, các dòng luôn. Mới nhận con Vivo nữa nè. Con này là Vivo Y19 nha. Này, con này bém pin full này. Đó, diện pin full lên khá là cao. Thì chuẩn bị mình tiến hành thay con này luôn, thay pin. Ok nha anh em. Đó, màn lên khá là đẹp. Máy này thì giờ nó chạy được thôi chứ không phải là mạnh mẽ gì đâu. Nhưng vẫn còn Zalo, Facebook, YouTube tốt nha anh em. Ok ha, rồi mình sẽ tiến hành dán đường lực và vô keo luôn con này là kết thúc nha clip nha anh em. Keo thì vệ sinh viền thì mình đã vệ sinh ok rồi, giờ tiến hành dán đường lực con này. Vô keo cho ok nha anh em, xong rồi dán màn là xong nha. Nói chung mấy màn này thay thì cũng nhanh thôi, chưa tới 5 phút là xong nó đúng mức. Còn bình thường thì tầm 10 phút, cả công tháo máy vệ sinh viền các kiểu. Ok. Ok nha anh em. Mình sẽ vệ sinh sạch keo viền. Và quán Yesu là ok. Thằng ái chào anh em nha. Hẹn anh em clip tiếp theo nha.